Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sinh ra và lớn lên trong gia đình còn nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng ngay từ nhỏ, Âu Văn Trung, sinh năm 1985, ở Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang đã được bố mẹ nhắc nhở nghiêm khắc về chuyện học hành. Ở mảnh đất toàn núi với rừng, cuộc sống còn đầy khó khăn, Trung nghĩ chỉ có học mới thoát được đói nghèo. Thế nên, ngay từ nhỏ, Trung luôn cố gắng học tập thật tốt để cha mẹ yên lòng. Nhiều lúc nhìn bố mẹ quá vất vả vì mình, Trung chỉ muốn nghỉ học, đi làm để phụ giúp bố mẹ. Khi Trung mở lời, cậu bị cha mẹ chửi mắng không thương tiếc, bởi cậu là niềm hy vọng, niềm tự hào của họ. Thế nên, trong khi bạn bè cùng trang lứa bỏ học ngày một nhiều, Trung vẫn cấp sách đến trường để thực hiện ước mơ thoát nghèo. Hết lớp 12, Trung mang ước mơ gửi gắm vào những trường đại học dưới Hà Nội. Học tài thi vận, dù cố gắng, những ước mơ đèn sách của cậu phải dừng lại tại đó. Với quyết tâm thoát khỏi nghèo khó, sau khi trượt đại học, Trung khăn gói xuống Hà Nội lập nghiệp. Đối với đồng bào dân tộc, trai gái khi ở lứa tuổi 18 đôi 10 là phải lập gia đình. Vâng lời bố mẹ, Trung cũng tìm hiểu các cô gái mới lớn trong làng và ở những vùng xung quanh, với mong muốn tìm được một người con dâu vừa mắt cha mẹ. Thời gian này, Trung quen với N, kém cậu 5 tuổi. Thấy N xinh xắn lại hoạt bát nhanh nhẹn, cậu đem lòng yêu mến. Sau một thời gian tìm hiểu, yêu thương nhau, tình yêu của Trung đơm hoa kết trái bằng một đám cưới. Ngày bế đứa con đầu lòng trên tay, Trung vô cùng hạnh phúc. Rồi đứa con thứ hai chào đời, tình yêu thương Trung dành cho con càng trở nên mãnh liệt. Để con cái có được cuộc sống ấm no đầy đủ, Trung bàn với vợ tiếp tục xuống Hà Nội làm việc. Nuốt nước mắt vào trong, nở đành cho chồng đi làm ăn xa. Chồng vắng nhà dù con cái còn nhỏ, thế nhưng chị N, vợ Trung vẫn chăm chỉ làm việc, ruộng nương. Có những việc cần đến bàn tay của đàn ông, N chẳng biết phải nhờ cậy ai. May thay, từ ngày Trung đi vắng, P là bạn cùng trang lứa, cũng là cháu kết nghĩa gọi Trung bằng cậu, thi thoảng sang giúp đỡ. Vốn là họ hàng, làng xóm, thế nên có những lúc P đến nhà chơi vào buổi tối, khi Trung không ở nhà, chị N vẫn vô tư trò chuyện cởi mở thân tình. Có thể nói, mối quan hệ mợ cháu giữa P và N khá thân thiết. Thế nhưng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. P đem lòng thương thầm trộm nhớ người mợ trẻ Trung xinh đẹp. Biết cậu đi làm ăn xa dưới Hà Nội, ở nhà chỉ có mợ và hai em còn nhỏ tuổi. Lại ở nơi heo hút cách xa các gia đình khác, P tìm đến nhà mợ giữa đêm khuya vắng. Đứng ngoài nhìn vào, P thấy người mợ trẻ tắt đèn đi ngủ, chẳng ngần ngại cậu phá cửa bếp sau nhà rồi lẻn vào. Bị bất ngờ cộng thêm nỗi sợ hãi với hàng xóm, sau những phút chống cự vô ích, chị N để mặc số phận đưa đẩy. Được đà, người cháu loạn luân xông vào mợ như con thú, để rồi ngụp lặn xuống đáy cùng của tội lỗi. Không dừng lại ở đó, trong lúc quan hệ nam nữ với mợ, P còn dùng điện thoại của mình để quay lại cảnh ân ái giữa hai người. Sau cái đêm đầy tội lỗi ấy, P không tỉnh ngộ, trái lại cậu luôn khát khao thân thể của mợ. Mỗi khi con yêu dâu xanh trong cậu trỗi dậy, cậu lại tìm đến nhà mợ để giải quyết nhu cầu. Thấy mợ phản ứng, P liền giở trò bị ổi tuyên bố, nếu N không cho P tiếp tục quan hệ, P sẽ tung những đoạn clip ghi lại cảnh ái ân trước của hai người lên mạng để cho mọi người biết. Quá sợ hãi, người vợ trẻ nuốt cay đắng vào trong lòng, thú tội với chồng, hy vọng chồng sẽ giải quyết êm thấm mọi chuyện. Từ ngày xuống Hà Nội làm việc, Trung có tiền trang trải chăm lo cuộc sống cho vợ con. Những lúc rảnh rỗi, Trung lại điện thoại về cho vợ để được nghe giọng nói ngọt ngào của vợ, tiếng cười trong vắt của con thơ. Thế nên giữa đêm khuya khoắt, Trung giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc của vợ. Nghe vợ nức nở qua điện thoại, lòng Trung đau như cắt. Sau giây phút uất nghẹn, đau đớn, Trung bảo vợ hãy yên tâm để Trung về giải quyết. Vốn là người thật thà, lại được ăn học tử tế, Trung chỉ muốn về nói chuyện với cháu như những người đàn ông.
điều Trung không bao giờ nghĩ đến chính là ngày trở về ấy biến thành ngày định mệnh, đẩy Trung vào con đường tội lỗi. Tiếng khóc nức nở, cộng với lời nói đứt quãng, ngập ngừng của vợ như những vật sắc nhọn cứa vào tim Trung. Cả một đêm mất ngủ, sáng sớm hôm sau chẳng kịp xin chủ cho nghỉ. Trung vội vã ra bến xe để về nhà. Càng gần tới nhà, tâm trạng như nặng nề hơn. Một đằng là vợ, một đằng là cháu kết nghĩa. Cậu không biết phải làm thế nào cho đẹp lòng đôi bên. Về đến quê, Trung không về nhà ngay mà tạt qua nhà bạn để có thêm thời gian suy nghĩ. Mỗi khi nhắc đến nét mặt Trung trong ngày xảy ra vụ án thương tâm, nhiều người cho biết gương mặt Trung lúc ấy như người thất thần, thi thoảng nhăn lại vì đau đớn. Có người đàn ông nào chịu nổi việc người vợ yêu dấu bị chính người cháu kết nghĩa mình quý mến làm nhục? Trở về từ nhà bạn trong đêm tối, Trung như kẻ trộm lén lút vào nhà mình bằng cửa sau. Nhìn đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của vợ, Trung càng đau đớn hơn. Trung bảo vợ nhắn tin bảo P sang nhà mình nói chuyện vì không muốn mọi người biết. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Trung đi lấy vật sắc nhọn, ngồi chờ P cạnh căn buồng vợ mình bị làm nhục. Nhận được điện thoại của N, P hí hửng sang ngay. Đến nơi, P như con rắn, trườn vào chỗ chị N đang nằm, giang tay ôm chị vào lòng. Theo chia sẻ của một vị thẩm phán, khi hội đồng xét xử hỏi Trung, tại sao gọi P đến, bị cáo lại lấy sẵn hung khí mật phục. Trung cúi đầu im lặng, lý nhí giải thích. Bị cáo cầm vật cứng để dọa P khiến P sợ mà tránh xa. Dù phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng trên nét mặt Trung không giấu được vẻ hiền hậu, chất phác, thật thà. Có lẽ việc cầm hung khí ngồi đợi là hành động vô thức để tăng sức mạnh khi Trung giải quyết chuyện đau đớn trên. Bởi vậy, khi chứng kiến hành động của P với vợ mình, Trung không lăn xả và tấn công P mà chỉ lớn tiếng nói: mày ra khỏi nhà tao, mày không đủ tư cách ở trong nhà tao. Tao không ngờ mày lại lên nhà tao làm thế này. Sau đó Trung kéo P đẩy ra phía cửa trước. Cũng theo chia sẻ của vị thẩm phán trên, để dẫn đến vụ việc đau lòng trên, lỗi một phần cũng do nạn nhân. Đáp lại sự bao dung của Trung, P lại thách thức Trung bằng lời nói và hành động. Trong lúc bực tức vì bị xúc phạm, Trung liền dùng hung khí tấn công P một nhát chí mạng. Tấn công xong, lòng Trung cũng đau đớn không kém. Trung chạy theo P thì gặp anh trai mình. Trung nói vừa tấn công P và nhờ anh đưa P đi cấp cứu. Tuy nhiên vết thương quá nặng, P đã thiệt mạng ngay tại chỗ. Trong ký ức của những người dự phiên tòa hôm ấy, nhiều người luôn ám ảnh bởi gương mặt hốc hác, cúi gằm của bị cáo Trung trước mỗi câu hỏi của vị thẩm phán chủ tọa. Thi thoảng, Trung đưa tay gạt vội giọt nước mắt đang lăn nhanh trên gò má. Dường như từ lúc bị bắt cho đến hôm xét xử, chưa lúc nào Trung quên được tội lỗi mình đã gây ra trong lúc nóng giận. Nhìn người cha già, một cựu chiến binh một thời oai hùng, phải đau khổ vì con, nhiều người tham dự phiên tòa không khỏi xót xa. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.